Xin chào các em. Trong cái bài học ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn biết được cách tính biến thiên nội năng, công và nhiệt của các cái quá trình mà chúng ta hay gặp. Hay đây chính là dựa trên cái nội dung của một cái nguyên lý mà chúng ta đã học, đó là nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học. Cách tính biến thiên nội năng công và nhiệt của một số quá trình thế thì trước khi mà các bạn đi tìm hiểu cách tính này thì thầy sẽ nói về cái quy ước về dấu được sử dụng ở trong nhiệt động lực học. Một quy ước về dấu trong nhiệt động lực học. Để quy ước về dấu như thế nào à? Ta nhớ lại giữa hệ và môi trường thì có cái sự trao đổi năng lượng với nhau à? Trao đổi năng lượng qua lại với nhau à? Có thể là trao đổi năng lượng qua lại, trao đổi năng lượng thế thì nếu mà chúng ta đứng về phía hệ để quan sát thì ở đây đứng về phía hệ để quan sát thì các em lưu ý là gì? Tức là giữa hệ và môi trường có sự trao đổi năng lượng. Okay. Nếu ta đứng ở phía hệ, tức là ta đứng phía bên trong này để quan sát như vậy. Nếu mà gì? Khi hệ truyền nhiệt, cho môi trường, bản thân hệ mà truyền nhiệt cho môi trường có nghĩa là nó gì các bạn? Nó mất nhiệt, hay là mất năng lượng, hay nói khác là gì? Quy sẽ như thế nào? Sẽ nhỏ không? Quy sẽ nhỏ không? Ok. Hai, cái quá trình, mà có quy nhỏ không á thì tương ứng đó là quá trình gì các bạn? Hệ có sự truyền nhiệt từ hệ ra môi trường có nghĩa là gì? Ứng với quá trình tỏa nhiệt. Rồi các bạn lưu ý như vậy. Đấy, thì cái quy tắc này đôi khi người ta gọi đó là quy tắc ích kỷ, bởi vì nếu hệ mà cho nhiệt cho môi trường thì nó cảm thấy nó bị mất năng lượng, cho nên là quy nó sẽ nhỏ không. Okay. Quy nó sẽ nhỏ không. Còn nếu mà khi hệ nhận nhiệt từ môi trường thì đương nhiên là quy nó chừng nào các bạn? Lớn không? Quy lớn không? Bởi vì chúng ta đứng về phía hệ để quan sát à, khi mà hệ nhận nhiệt từ môi trường tức là được, thì có nghĩa là lớn không à.
hai cái quá trình mà có quy lớn không đó, thì cái này ta gọi là quá trình nhỏ hơn không thì tỏa nhiệt, lớn không thì quá trình thu nhiệt. Đó là ta nói về nhiệt. Bây giờ ta nói về công như thế nào hả? Nếu thực hiện công như là lên môi trường ha, thành công lên môi trường, thì lúc này các bạn lưu ý là gì? Lúc đó hệ thực hiện công nghĩa là bản thân nó lấy năng lượng từ bên hệ, từ bên trong hệ, nó cũng dẫn đến làm giảm năng lượng của hệ, hay nói khác là nó thực hiện một công, công này sẽ là công âm, công này sẽ là công âm. Ok, bây giờ ta giả sử có một cái hệ mà nó vừa truyền nhiệt cho môi trường, vừa thực hiện công lên môi trường ha, hay nói khác là công này được thực hiện bởi hệ đó. Giả sử đấy, một cái quá trình nó có gì, quy nhỏ không và cái nhỏ không, thì ở đây các bạn nhớ lại biểu thức nguyên lý một, delta u quy cộng cho với kép như nào các bạn, nhỏ không thì rõ ràng nhỏ không đồng nghĩa với gì, đồng nghĩa u f trừ u y nhỏ không, thì nó là có sự gì các bạn, có sự giảm năng lượng. Rồi sao? Năng lượng nó đã mất đi dưới dạng nhiệt và mất đi dưới dạng công, dẫn đến là cái năng lượng nội tại bên trong của nó sẽ bị giảm. Thì để mô tả cái việc này chúng ta có thể dùng cái giảng đồ như sau, giảng đồ năng lượng sau ha. Đây là trạng thái đầu, trạng thái đầu thì ta có trục này là năng lượng chứ ạ, năng lượng thì cái nội năng của này là gì, là UI ha. Còn đây là trạng thái sau là UF. Như vậy các bạn thấy là gì, trạng thái sau nó có năng lượng thấp hơn sau trạng đầu, nó khác là chuyển xuống này ha. Thì cái sự giảm năng lượng này nó được phát sinh ra dưới dạng như các bạn, dưới dạng nhiệt và công, dù trong hợp này là cả nhiệt và công đều nhỏ không, tức là phát ra môi trường ha, cái này là trong môi trường. Môi trường nếu mà quy nhỏ không kia, cái quy nhỏ không có nghĩa là hệ mất nhiệt, nhưng mà môi trường là gì, nhận nhiệt à, môi trường nhận kể cả nhiệt lan công. Cho nên là từ cái giảng đồ này các bạn thấy được là cái địa thức nguyên lý một của chúng ta khi có sự truyền nhiệt và công từ hệ ra môi trường bên ngoài thì sẽ có sự giảm nội năng của hệ, hay nói khác là biến thiên nội năng của hệ, thì nó sẽ chuyển thành nhiệt, năng lượng dưới dạng nhiệt và công để thực hiện lên môi trường. Lưu ý như vậy. Thì cái đó là cái nếu hệ thực hiện công. Còn khi hệ mà nhận công từ môi trường ngoài thì sao các bạn? Thì đương nhiên là công nó sẽ lớn hơn tương tự như kia. Nói tóm lại, bản thân hệ mà cứ cho đi thì sẽ làm cho năng lượng của hệ giảm xuống, hay nói khác là làm cho cái lượng nhiệt mà chúng ta trao đổi với hệ môi trường nó sẽ nhỏ không à, nhỏ không. Hoặc là nếu hệ thực hiện công thì cái công của chúng ta nó sẽ nhỏ không. Còn ngược lại, nếu mà hệ nhận nhiệt từ môi trường ha, hệ đây nếu nhận nhiệt từ môi trường thì đồng nghĩa việc nó sẽ làm cho nội năng của hệ tăng lên, thì
hay nói khác là gì? Cái nhiệt mà nó nhận được đó chính là một số dương. Thì cái đó là quy ước về dấu mà các bạn cần phải ghi nhớ trong quá trình chúng ta nhận xét cũng như là chúng ta đánh giá tính toán các kết quả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần hai nhỏ các em. Hai nhỏ. Đấy. Cách tính biến thiên độ năng tức là delta U. Ok. Delta U. Nhiệt, V và công của một số cho quá trình. Công của một số quá trình. Trước chúng ta nhắc lại quy tắc nguyên lý 1 mà, nguyên lý 1. Thì quy tắc nó là gì kia? Delta U tức là biến thiên độ năng. Biến thiên độ năng tức là nhiệt cộng cho cộng. Ok. Biến thiên độ năng tức là nhiệt cộng cho công nhiệt. Và công đây chính là cái năng lượng trao đổi giữa hệ và môi trường. Thế thì đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó chính là nhiệt vui. Thế thì trước tiên các bạn cần nắm cái khái niệm, tức khi mà chúng ta nói đến nhiệt thì các bạn cần nắm khái niệm đó chính là nhiệt dung. Nhiệt dung. Nhiệt dung là cái khái niệm mà các bạn đã học ở chương trình vật lý lớp 8, cái phần nhiệt. Ok. Thế thì ở đây là sẽ nhắc lại một khái niệm nhiệt dung. Nhiệt dung của một vật là nhiệt lượng cần thiết. Nhiệt lượng cần thiết là nhiệt lượng cần thiết. Ai cần cung cấp cho vật để nhiệt độ của nó tăng lên như mà 1 độ à. Một độ trong hợp này đó là một độ C hoặc là một độ K, okay. Chứ không phải là một độ F nha các bạn, bởi vì cái khoảng cách giữa một độ C và một độ K là nó bằng nhau, trong khi đó khoảng cách giữa một độ F thì nó khác so với cái khoảng cách của một độ K, cho nên là ở đây chính là độ C hoặc là độ K. Thì đây là khái niệm nhiệt dung nói chung. Thì ở đây các bạn thấy là cái khái niệm nhiệt dung này nó không có cái nhiệt dung thì thường ký hiệu bằng chữ C ha. Ký hiệu bằng chữ C. Nhiệt dung C này trong tiếng Anh đó chính là heat. Chữ C này chính là chữ capacity. Thì nếu mà khái niệm thế này thì C nó sẽ đơn vị là gì các bạn? C trong hợp này đơn vị là nhiều đơn vị năng lượng chứ ạ. Nhiều joule là cái joule. Ta dùng hệ đi để joule. Trên gì các bạn? Trên độ ha. Độ ra độ C hay là độ K. Độ C hay là độ K. Ok. Tuy nhiên trong thực tế chúng ta hay dùng một số cái đại lượng nhiệt dung khác. Đó chính là nhiệt dung gam. Nhiệt dung gam hay là nhiệt dung riêng á, ở trong hợp này thường gọi là nhiệt dung riêng. Đấy, trong tiếng Anh đó chính là specific
Hít Kvasati dùng riêng. Thì ở nhịp dùng riêng thì các bạn lưu ý là nó có thêm một yếu tố nữa, đó chính là tính cho 1 gram chắc, 1 gram chắc. Cho nên là gì? Từ đó suy ra cái nhiệt dùng riêng của nó, đơn vị nó sẽ là gì? Ví dụ như là joule, trên gì các bạn? Trên 1 gram chắc, gram độ. Đấy, joule trên gram độ. Đấy. Thì đó chính là nhiệt dùng riêng. Bên cạnh nhiệt dùng riêng thì còn có một cái khái niệm dùng nữa là nhiệt dùng môn. Nhiệt dùng môn thì thường là ký hiệu CM thế này, tức là nhiệt dùng môn. Có nghĩa là trong hợp này là nhiệt dùng tính cho 1 mol chất. Tính cho 1 mol chất. Ở đây ta ví dụ chứ nè, nhiệt dùng riêng của nước, C của nước mà tính nhiệt dùng riêng đó, là bằng gì các bạn? Ta nhớ là nhiệt lớp 8 là nhiệt dung là bằng 4200, gọi là dung trên kg độ, hay nói cách là trong hợp này là thường chính xác sẽ là 4,184 dung trên gì? Gram độ. Dung trên gram độ. Ok. Thì đây chính là nhiệt dung riêng. Còn nếu tính cho 1 mol ha, 1 mol chính là 18 gram. Đấy. Có nghĩa là tính cho 18 gram thì CM của nước . 18 gram thì các bạn nhân lên ha. Tức là đây tính cho 1 gram. Bây giờ 1 mol của nước thì 18 gram tức là 4. Đó, thì 18 thì lúc này là joule trên gì các bạn? Mol độ. Độ đây có thể là độ C hoặc là cả. Thì cái đó chính là cái khái niệm về nhiệt dung. Thế thì cái công thức tính nhiệt dung, công thức tính thì ta có C bằng nhiệt các bạn. Đấy. Cái lượng nhiệt trao đổi, cái lượng nhiệt mà trao đổi, ví dụ như là Q chẳng hạn, chia gì các bạn? Biến thiên nhiệt độ của cái này đây, của cái vật đây, ok. Tức là khi ta cung cấp cho nó một lượng nhiệt là Q, cái vật này đấy, thì nó có một cái nhiệt độ là tăng lên một cái khoảng nhiệt độ là delta T, thì cái nhiệt dung của nó C chính là bằng Q chia delta T, ok. Bây giờ ở đây các bạn lưu ý là gì? Thì cái này là cái công thức mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Thế thì cái phần nhiệt ở đây đó, thì để cho các bạn rõ hơn thì thầy coi. Bây giờ chúng tính theo cái quy. Bây giờ quy này á thì ta lưu ý quy hay là công á, là các cái hàm quá trình còn ví dụ như là nổ năng U, ví dụ trong hợp là nổ năng U chứ ạ, hay là nhiệt độ T, hoặc là thể tích V, hay là thậm chí là áp suất B, là các cái hàm người ta gọi là hàm trạng thái. Thì đây là cái các bạn cần lưu ý. Okay. Rồi. Thì ta phân biệt cái giữa hàm quá trình và hàm trạng thái là như thế nào? Ta lưu ý là
ham. Đấy, ta lưu ý là quá trình, có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là giá trị của nó thì phụ thuộc vào quá trình. Đấy. Và gắn liền với quá trình à. Đó là hàm quá trình. Cái thứ hai là hàm trạng thái. Đấy. Thì giá trị của nó này, nó chính xác là biến thiên à. Biến thiên giá trị của nó để chỉ phụ thuộc vào, chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối. Đấy. Mà gì kia? Mà không phụ thuộc thuộc vào cách tiến hành quá trình. Tiến hành quá trình điều này có nghĩa là gì các bạn? Ở đây chúng ta có thể hình dung như thế này ha. Ví dụ như hàm quá trình thì ta có trạng thái 1, ta xét một cái hệ ở trạng thái 1. Đấy. Sau đó ta tiến hành thực hiện một cái quá trình nào đấy nha, để chuyển hệ sang trạng thái 2. Ok. Nếu là một cái hệ, nếu là một cái hàm quá trình, ví dụ như nhiệt ngoại công chứ ngạn, Q, thì đây ví dụ đường này là Q1, thì Q và nhiệt và công á, thì nó gắn liền quá trình, có nghĩa là cái đại lượng nó xuất hiện khi ta thực hiện quá trình. Ok. Thì nếu ta đi bằng con đường này thì nó là Q1, V1 hay là nhiệt 1, công 1. Nhưng nếu ta đi bằng con đường khác thì có thể giá trị nó sẽ là Q2, chứ nó không còn là cái giá trị ban đầu nữa. Tức là nó không có phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối, mà nó phụ thuộc vào cách chúng ta tiến hành quá trình. Tuy nhiên, đối với độ năng là một hàm trạng thái, ví dụ tại trạng thái 1 thì nó có độ năng U1, tại trạng thái 2 lại có độ năng U2. Ok. Thì cho dù bạn thực hiện một cái quá trình đi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 như thế nào đó chăng nữa, ok, thì cái biến thiên độ năng lên từ U bằng U2 từ U1 hay là U sau từ U đầu, đấy, nó vẫn không đổi, vẫn không phụ thuộc hay là không phụ thuộc vào cách chúng ta thực hiện, cách tiến hành quá trình. Có nghĩa là nếu em đi mình con đường 1 hay con đường 2 để chuyển cái hệ từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 thì cái delta U nó vẫn như vậy ha. Delta U vẫn như thế, không phụ thuộc vào cách tiến hành quá trình, miễn là cùng trạng thái 1 và 2 thì cho dù thực hiện theo kiểu nào thì cái delta U nó vẫn bằng U2 trừ 1. Thì khi đó ta nói độ năng U nó là một hàm trạng thái, còn nhiệt và công là các hàm quá trình. Okay.
Thôi ta nhắc lại cái công thức này để trao đổi các bạn hiện dung C huyền quy chia cho đây tập này. Cái bài đó đang trong hợp này quy, quy là nhiệt, quy ở đây là nhiệt, đây là một hàm gì các bạn, quá trình. Thì nếu xét về quá trình mà nói á, quá trình, các quá trình trong vật lý, trong nhiệt độ lực học, thì đây thầy sẽ giới thiệu các bạn một số cái quá trình. Quá trình thứ nhất đấy, như là quá trình đang tích, ví dụ thế nào, đang tích. Đang tích nghĩa là gì? Nghĩa là trong suốt cái quá trình mà thực hiện chuyển trạng thái của hệ từ trạng thái 1, từ trạng thái đầu sang trạng thái cuối, thì V của cái hệ là không đổi, V của hệ là luôn không đổi. Ví dụ ta thực hiện cái quá trình ở trong một cái bình kính chẳng hạn, ok, trong một bình kính chẳng hạn, thì V của nó là không đổi. Hoặc là đẳng áp. Đẳng áp có nghĩa là gì? Áp suất của hệ thì luôn không đổi. Thì chúng ta có thể tưởng tượng ra một cái phản ứng mà ta để hở, thì áp suất của hệ luôn luôn là bằng áp suất của khí quyển. Hay nói khác là một cái hệ phản ứng trong một cái xi lanh mà có cái bê tông có thể di chuyển tự do lên xuống được, thì lúc này ta để ở ngoài không khí thì nó cái áp suất bên trong luôn luôn là bằng với cái áp suất bên ngoài, chính là áp suất khí quyển. Đó chính là khi B bằng constant. Ngoài ra còn có một số quá trình khác như là quá trình đẳng nhiệt, tức là trong suốt quá trình thì như các bạn nhiệt độ là không thay đổi. Nhiệt độ không đổi nghĩa là gì? Chúng ta thực hiện, ta dùng một cái bể ổn nhiệt. Bể ổn nhiệt tức là một cái bể mà chúng ta có thể điều khiển nhiệt độ từ bên ngoài. Ta cố định nhiệt độ của hệ đó, ta cho cái hệ mà chúng ta quan sát, khảo sát này vào cái bể ổn nhiệt, thì lúc đó cái nhiệt độ của hệ chúng ta là bao nhiêu không đổi. Ngoài ra còn có cái quá trình đoạn nhiệt. Đoạn nhiệt, đoạn nhiệt có nghĩa là không có sự trao đổi nhiệt giữa hệ và môi trường. Đấy, tức là quy bằng không. Thì ta lưu ý, ta nhớ lại cần phân biệt cái quá trình đoạn nhiệt với cái hệ cô lập. Đối hệ cô lập tức là không có sự trao đổi năng lượng và trao đổi vật chất với môi trường. Năng lượng ở đây là vừa nói nhiệt, vừa nói công, vừa nói vật chất. Trong khi đó, quá trình đoạn nhiệt là ta hàm ý muốn nói là chỉ có không có sự trao đổi nhiệt với hệ môi trường, chứ còn có thể là thực hiện, có thể là trao đổi năng lượng dưới cái dạng là công. Okay. Thì đó là các bạn lưu ý. Và một cái quá trình đó mà khi chúng ta khảo sát thì có hai cái đặc tính của quá trình mà chúng ta cần lưu ý. Đó là quá trình thuận nghịch. Và quá trình bất thuận nghịch. Quá trình thuận nghịch và quá trình bất thuận nghịch. Thế nào là quá trình thuận nghịch? Quá trình thuận nghịch tức là quá trình chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 vô cùng chậm, qua những bước vô cùng chậm, từ từ. Và có thể chuyển từ trạng thái 2 về trạng thái 1 cũng đi theo những bước như vậy mà không có gây ra sự thay đổi nào cho môi trường, tức là không có sự thay đổi gì cho môi trường cả. Ok. Thì đó là quá trình thuận nghịch. Còn quá trình khác đi, nó không phải là quá trình thuận nghịch, thì đó là quá trình bất thuận nghịch. Thì những vấn đề cụ thể này thầy sẽ có một cái video riêng để giới thiệu cho các em. Ok. Thì đó là vấn đề về quá trình. Thì ở đây chúng ta sẽ quá trình đầu tiên, quá trình đang tích. Trước khi nói đến cái này thì để giới thiệu luôn cho các bạn
về công luôn. B điều về công. Đấy. Công ở đây là ký hiệu là V kép. Công đây là một cái đại lượng vật lý, đại lượng vật lý. Để ta nhớ như vậy. Thì về mặt vật lý mà nói thì công nó được định nghĩa cho các em. Công. Công V kép. Thì nó bằng gì các bạn? Nó sẽ bằng F. Đấy. Nhân cho S hay là S nhân D đi cho nó vậy. D là cái quãng đường đi. S nhân D tức là khi ta tác động một cái vật, ta tác động nó một lực để di chuyển một quãng đường là D. Nhưng trong hợp này là cái hướng của lực thì nó cùng hướng với cái chuyển động. Thì cái công mà chúng ta thực hiện được đó chính là V kép bằng S nhân cho D. Thì đây chính là cái công thức tổng quát, hai công thức chung để chúng ta tính cái công. Ok. Thì công mà chúng ta khảo sát đó thì có nhiều loại công ha. Trong tuy nhiên trong cái bài này thầy sẽ giới thiệu các bạn hai loại công. Loại công thứ nhất là công giãn nở. Ok. Và cái loại công thứ hai chính là công điện. Ngoài ra còn có những cái loại công như là công để tạo ra cái sức căng bề mặt, rồi công để tạo ra một cái một cái tension, cũng nghĩa là một cái sức căng khác. Thì những vấn đề đó thì trong vật lý, ở đây chúng ta chỉ tập trung hai vấn đề chính, đó là công giãn nở và công điện. Ok. Thì cái phần này sẽ để đi một cái video để các bạn có thể dễ theo dõi hơn. Xin cảm ơn các em đã theo dõi.